Vâng, em xin được chào cả nhà nhá. Em đang có mặt tại ngã ba Đồng Cốc này. Hôm nay là chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024. Nhằm ngày 19 tháng 4 năm Giáp Thìn nha cả nhà nhá. Em sẽ đi cập nhật giá vải cho cả nhà. Hôm nay giá nó sẽ như thế nào? Lên hay là xuống? Đây của anh là u trứng là u hồng giá bao nhiêu rồi? Chưa giá. Anh ở dưới lên à? Đâu ở trong kia. Ở trong này, trong đèo ra ấy. Trong đèo ra. Hôm nay điểm này nghỉ rồi, mỗi hôm điểm này mua được giá nghỉ. Như cái này thì ai này ông bảo đẹp rồi, cái này đẹp rồi. Mấy điểm ở dưới chưa thấy cân? Ở dưới kia thì thấy bạn rồi. Đây lồ này khá là đẹp này. Hôm nay hàng tàu bên này nó nghỉ nhá cả nhà nhá. Thấy đóng cửa không có người làm. Hàng tàu bên này hôm nay nó nghỉ. Toàn hàng xe cóc, xe chợ thôi nhá cả nhà nhá. Toàn hàng chợ thôi. Ra khá là nhiều vải, không là nhiều lắm nhưng mà khá nhiều ấy. Toàn hàng xe cóc, xe tàu không thấy cân. Em sẽ di chuyển xuống bên dưới chỗ anh, chỗ Năng Đào Hải Bến xem thế nào. Đây em biết là lầu này bao nhiêu đây thì em hỏi ra. Của anh được bao nhiêu? Ba mấy anh ra? Ba lăm nhá. Em gửi anh. Lô này đẹp nhỉ. Mã sáng này. Điểm Năng Đào nhá cả nhà nhá, vải rất đẹp. Đây lô này đẹp này. Đây lồ này rất đẹp. Lồ này chắc là không chạy thoát được Năng Đào rồi hôm nay. Lồ này quá là đẹp. Hàng này cứ gọi là hàng đỉnh được nhé cả nhà nhá. Xuất sắc luôn. Để xem Năng Đào giá nào. Hàng rất đẹp nhá cả nhà nhá. Vải giá cao lên bác ạ. Vải đẹp rồi. Bác tám đẹp. Chắc là đầu sổ đây. Vải rất đẹp. Sọt này, sọt này chắc là sọt cắt mặt nhá, vải hàng đỉnh nhá cả nhà nhá. Hôm nay mới thấy ló mà ra một sọt đây. Đấy,
đỉnh nhá. Hôm nay thấy một sọt đẹp nhất sọt vào rồi nha cả nhà nha. Vào rồi rồi, ok. Vào nhá cả nhà nha, rất đẹp. Chắc là được sọt này đây. Rồi. Đây nhìn quả vải nó khác hẳn nha cả nhà nhá. Chăm được quả vải này. Vải nó phải thế. Vải chăm nó phải thế chứ. Em xin cái phiếu. Em hình như là cái kênh em xin phiếu ấy anh. Em hình như là em lão nông hàng xưởng. Hàng xưởng đúng không? Ừ. Đấy. 40 nha. Rồi anh giữ đi. Rồi em giữ. Đây đây không ai mua ấy. Hôm nay ở chỗ ngã ba cầu chết đây cả nhà. Ở chỗ làng chay cổng chay trên có mỗi chỗ nhà năng đào cân thôi. Hôm nay thoải mái lựa chọn cả nhà. Bởi vì mọi hôm khá nhiều tàu cân ấy, thì còn tranh nhau. Hôm nay ấy thì là có mỗi điểm nhà anh lấy cân thì anh ấy lựa chọn được vải rất đẹp nha cả nhà nha. Toàn vải đẹp thôi. Toàn vải đẹp thôi. Đây shop này cũng rất đẹp. Quả rất to cả nhà. Đấy. Gọi là hôm nay là vải đẹp này thì anh ấy thoải mái chọn nhá cả nhà nhá. Có mỗi một lộ của anh đấy là mỗi cửa hàng anh ấy là cân được giá thôi. Còn những cửa hàng khác là giá tụt xuống hết. Đây có một lỗ khá là đẹp. À đây ạ. À thấy cái xe đấy nhưng mà mình lại không cho nó xem. 30 tròn đấy. Mà lại là tính tiền tròn này anh nhỉ. Tính. Lâu lâu mới có một sọt đẹp nhá cả nhà nhá. Đấy. Sọt nó còn hơi trắng với lại trắng với lại xanh. Vậy là anh không lấy cả nhà. Cả nhà có cái vườn mà nó sai hết đấy cả nhà, cứ bình tĩnh chăm và phun vào đã. Nhiều bác bẻ ra xanh lắm không lấy đi hết. Nếu mà đi hàng chợ ấy, chắc chỉ 15-20 nghìn thôi hôm nay. Nói chung là em thấy cái giá nó trả rất rẻ luôn đấy. Nên là hôm nay là hàng đi cửa khẩu là nghỉ rất nhiều đây. Vải chưa đến tuổi nhé cả nhà nhé, vẫn còn hơi xanh. Vải nó phải đẹp như cái sọt mà em vừa nãy em quay đấy, nó phải đẹp như bác của đoạn đấy. Nhìn lồ nó đẻ nó đỏ đỏ cái là nhìn nó khác hẳn cái màu xanh ấy, màu xanh màu trắng ấy. Làm hàng là được. Bán vải giá cao là làm hàng ra ngay. Đây là sọt 3 năm nhá cả nhà. Đấy, lâu lâu được một sọt đó cả nhà. Đấy cả nhà cứ chín như vậy thì hàng bẻ nhá. Đấy 35 nhá cả nhà nhá. Đấy giá đây thôi. Đấy cả nhà cứ đỏ đỏ tầm này ăn bẻ. Đây nha các bác nha. Có bác hỏi có điểm cân Thanh Hà chưa thì em trả lời các bác nhé. Đây ở chỗ điểm của anh Năng Đào này có cân Thanh Hà nhé cả nhà nhé. Nhưng mà cái này cân ấy, thì lúc sớm rồi thì là em không biết giá bao nhiêu cả nhà. Đây vải nó cũng gọi là tương đối thôi, không phải là vải đẹp nhé.
đấy. Nhưng mà em xem sổ ấy, cái giá là nó dao động từ 28.000 nhé, 28.000 đổ lên đến 35, 28.000 đến 40.000 cả nhà. Đấy. Giá dao động là 28.000 đến 40.000 nhé. Nhưng mà đây trong đó chắc là có vải Thanh Hà. Đấy cả nhà nhé. Đây là Thanh Hà đây. Vải Thanh Hà này không phải là vải đẹp nhá cả nhà nhá. Đấy, không phải vải đẹp đâu. Đấy, anh bảo là có vải Thanh Hà đẹp ấy, là cân như hôm nay ấy, là 40 nhé cả nhà nhé. Đấy. Cái bác xem so với vải Thanh Hà của nhà mình xem thế nào nhé. Đấy, Thanh Hà này không phải Thanh Hà đẹp đâu nhé. Đấy, Thanh Hà này theo em ấy thì là Thanh Hà này nó thuộc loại loại 3 rồi, không được loại 2. Không được loại 2 là loại 1. Đây là loại 3 nhé cả nhà nhé. Đấy, Thanh Hà này. Đấy. Nhưng mà trong sổ ở đây em thấy có cái giá là 28.000, dao động 28.000 đến 40 nhé. Nhưng mà nó không biết nằm ở mã nào cả nhà. Đấy. Cả nhà có Thanh Hà đấy, nó khá đẹp là đã chín rồi đấy. Cả nhà bẻ xuống là chỗ điểm anh đang đào nhá. Ở bên trên cổng chay nhá. Cổng chay. Đấy. Cổng lăng chay trên nhá cả nhà nhá. Đây vải Thanh Hà. Đây bên này vải U đây. Đấy vải U nhá, U hồng. Hôm nay có mỗi điểm của nhà anh cân được rất là nhiều hàng. Những điểm khác là em thấy là nghỉ nhiều nhá. Đây xem shop này được giá bao nhiêu đây. Cũng gọi là đỏ. Hả? Giờ đang mua. Mày đang đâu? Nhà mua. Lâu lâu mới được một shop cả nhà. Sọt. Lâu lâu mới có sọt đây. Không có vải đẹp nhá. Đấy, 3 năm nhá cả nhà nhá. Vào thôi anh ạ. Vào thôi, thế thôi. Thế rồi. Vào cân mà về thôi. Đấy 35. Nó vải đỏ như thế mới lấy nhá, lâu lâu mới có một sọt thôi. Bởi vì hàng không có, hàng toàn hàng trắng nhiều, bẻ mấy bác bẻ trắng lắm. Các bác cứ bình tĩnh thì không có vải đâu. Em bảo rồi, cứ hết vải U hồng là qua Thanh Hà một tuần nữa là hết vải nhá cả nhà nhá. Không có vải đâu, cứ hết vải U hồng là qua Thanh Hà được 1-2 hôm là hết nhá, là sẽ hết vải, không có vải đâu. Vâng đây nhá cả nhà nhá, em đi quay số điểm năng đào, hôm nay cũng lấy 40, dao động từ 28.000 đến 40 thôi cả nhà, 40 quay đầu. Vải hàng chợ đây cũng rất là vắng nhưng mà vải rất là rẻ nhá, hàng chợ không biết là bao nhiêu, em sẽ đi hỏi hàng chợ xem nào. Đấy, hàng cửa khẩu là khác hàng chợ. Đây vải hàng chợ cả nhà, 15.000 thôi, rất rẻ nhá cả nhà nhá. Đấy, không đi hàng tàu được vào hàng chợ cái là rất rẻ nhá cả nhà nhá. Cả nhà có vải ấy, cả nhà cứ bình tĩnh, đừng có vội bẻ xanh quá, xanh một tí là họ không lấy. Đấy, có 15.000 thôi cả nhà.
cứ đi vải nào nó có chín đỏ đẹp đấy, đi hàng tàu thì được giá chứ còn đi hàng chợ này thì là chết dở ngay, cũng không có vải đâu cả nhà. Nhưng mà giá nó, giá đi hàng chợ không bao giờ mua lên nhé, rất rẻ. Đấy, hôm nay em lên là cập nhật giá vải cho cả nhà như vậy, điểm ngã ba Đồng Cốc và chỗ cổng Làng Chay nhá. Đấy, bởi vì là hàng chợ ấy thì rất rẻ. Hôm nay điểm hàng tàu đây là nó nghỉ rồi. Hàng tàu gọi là hôm nay là nghỉ rất nhiều nhá cả nhà nhá. Có mỗi là bên chỗ anh Năng Đào vẫn còn cân thôi. Đấy, giá cả thì hôm nay rẻ, nói chung là rẻ hơn hôm qua cả nhà. Như hôm qua là còn được, vẫn được trên 40 cả nhà, có sọt, có sọt đẹp vẫn được trên 40, nhưng mà hôm nay là không được nhé. Hôm nay rất rẻ luôn. Đấy, video em hôm nay em cập nhật giá vải cho cả nhà như vậy. Đấy, rồi em xin được dừng video nhé.